Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 5 đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Cường là đối tượng hình sự, có 3 tiền án. Công an tỉnh Thái Bình thông tin, kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ án này, được biết, vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng sau khi được chồng ủy quyền đã có đơn xin chủ động khắc phục hậu quả về những hành vi vi phạm pháp luật của bị can. Theo đó, số tiền mà vợ bị can Lưu Bình Nhưỡng đã chủ động nộp khắc phục hậu quả thông qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đến chiều 5 tháng 1 là hơn 7 tỷ đồng, gần như đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả do bị can gây ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ giải quyết vụ án, đồng thời mở rộng điều tra vụ án, đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để, đúng quy định của pháp luật. Trước đó tại kỳ họp thứ 34, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cơ quan kiểm tra xác định ông Lưu Bình Nhưỡng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Một nguồn tin cho biết công ty cổ phần cảng Quy Nhân trụ sở thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định để chi trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long, gọi tắt là công ty Cửu Long, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, theo bản án của tòa phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành. Đây là một trong hai vụ việc liên quan đến phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký vào đầu năm nay gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Định. Với tư cách là phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Theo hồ sơ vụ việc, bản án phúc thẩm số 31 trên 2022 KJTM-PT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên buộc cảng quy nhân tiếp tục thực hiện hợp đồng và trả cho công ty Cửu Long hơn 53,48 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định thi hành bản án này Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Cục thi hành án dân sự tiếp tục gửi thông báo hết thời hạn từ nguyện thi hành án. Cảng quy nhân không thực hiện các nghĩa vụ thi hành án thì bị cưỡng chế. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có văn bản yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hoãn thi hành bản án nói trên trong thời gian 3 tháng để xem xét thủ tục giám đốc thẩm theo đề nghị của cảng quy nhân. Qua 3 tháng nhưng chưa xem xét được thủ tục giám đốc thẩm Ngày 10 tháng 4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định về việc tiếp tục thi hành án. Sau đó, Cảng Quy Nhân đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục Thi hành án dân sự Bình Định để chi trả cho công ty Cửu Long. Ngày 14 tháng 6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thủ tục giám đốc thẩm vẫn chưa được xem xét. Cũng trong thời gian diễn ra các vụ việc nói trên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã nhận được phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng về việc chuyển đơn kiến nghị của công ty Cửu Long liên quan đến việc thi hành bản án phúc thẩm số 31/2022 KJTM-PT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài phiếu chuyển đơn này, ông Nhưỡng còn có một văn bản khác liên quan đến việc trích lục khai tử một người ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Theo thông tin trước đó, ngày 25 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện của ông Lưu Bình Nhưỡng từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến tỉnh này. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế Lâm Đồng đã ra soát các văn bản kiến nghị phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến sở này. Kết quả ra soát, từ tháng 7 năm 2016 đến nay, Sở Y tế Lâm Đồng không tiếp nhận các văn bản kiến nghị phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân Nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Sở Y tế Lâm Đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc Lâm Đồng ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội để gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Kết quả xử lý trả lời đối với các văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng từ tháng 7 năm 2016 đến nay chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra sau khi nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự. Như đã thông tin trước đó, Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản. Việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng là từ kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, biệt danh Cường Quát, chú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét công văn của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự phạm minh cường lưu bình nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình Ủy ban Nhân dân Đắk Lắc đã chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay. Kết quả ra soát, Công an tỉnh Đắk Lắc và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc có tiếp nhận hai công văn của Ban Dân Nguyện do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Phó trưởng Ban Dân Nguyện theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông Nguyễn Văn Tê H, cùng ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, tới Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng là đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét, giải quyết đơn của ông Tê và ông TH. Hai người này cùng tố giác giám đốc một doanh nghiệp có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản ông T và ông TH không đồng ý kết quả giải quyết của Công an tỉnh Đắk Lắc và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc khi ra quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời liên tục có đơn đề nghị xem xét, giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các ông. Kết quả giải quyết việc ông T và TH cùng tố cáo một giám đốc là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc ra quyết định không khởi tố vụ án là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân gửi ban dân nguyện, ủy ban thường vụ quốc hội. Tiếp đó, ngày 30 tháng 5, ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục đã ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông Nguyễn Văn Tê hát cùng vụ việc trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắc đã báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo nội dung đơn tố giác. Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc đã ban hành báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng.